Số phải đang chào toàn thể các bác đam mê luông mật. Thì hôm nay em làm cái video ngắn để cho các bác cập nhật được là những cái chân tầng ong lội và mũ bảo hộ và áo liền mũ bảo hộ đơn vị bên em mới về. Thì trước khi đi vào giới thiệu từng chi tiết từng cái mẫu sản phẩm, mẫu vật tư này thì em cũng xin giới thiệu qua cách mua bán. Thì khi các bác mua hàng bên em thì bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện. Hàng tới tay thì các bác bóc hàng ra kiểm tra đúng như chất lượng em giới thiệu ở trên video thì các bác thanh toán. Còn sau đây thì em xin đi vào giới thiệu chi tiết từng những cái mẫu sản phẩm, những cái mẫu vật tư ở trong cái ngành ong mật. Thì về cái mẫu vật tư đầu tiên thì đây là những cái tấm sáp chân tầng ong lội này. Đấy, vừa rồi về cũng được hơn 4.000 thôi các bác. Có đây là một đống, mỗi hộp này là 1.000 này. Và bên đây là một hộp nữa là 1.003 này. Còn trên đây là những cái chỗ lẻ là 1.000 nữa là 4. Thì cái chân tầng ong lội này thì như các bác cũng đã biết ấy, các bác cũng đã sử dụng ở bên shop rồi. Đây là cái chân tầng ong lội nguyên chất, sáp nguyên chất 100% này. Thì sáp nguyên chất 100% thì khi các bác mở cái sáp này ra thì nó sẽ có một cái màu vàng đều như thế này, không bị lôm, không bị loáng. Khi các bác sử dụng phải những cái sáp ví dụ như pha lến, pha keo thì nó sẽ bị loang lổ, nó sẽ không được màu vàng như này. Và những cái lỗ banh tổ này thì bên đơn vị là công ty dập rất chi là sâu, về con ong chỉ việc xây lên, đắp và thành. Đấy, các bác có thể thấy là những cái mẫu sản phẩm này rất chi là tốt. Còn về bên đây, đây là những cái mũ này, mũ bảo hộ. Mũ bảo hộ này thì mới về này, các bác có thể thấy đây là cái mũ cao bồi. Rất nhiều bác ưa chuộng cái mẫu mũ cao bồi. Còn về phần bên dưới đây là cái áo liền mũ. Thì hôm nay một mình em quay thì cũng không dở ra để giới thiệu cho các bác được. Thì video sau thì em sẽ dở ra và mặc thử cho các bác xem. Đấy, đây là những cái mẫu vật tư mà đơn vị mới về, giới thiệu luôn cho các bác cập nhật được thêm thông tin. Thì khi các bác mua ấy, thì đây là cái mũ cao bồi này, em sẽ đóng gói gọn ở trong một cái túi bóng ni lông như thế này và gửi cho các bác. Đây là một cái bác ở Bắc Trường, ở Phú Thọ đây. Đấy, bác có đặt. Đây là một cái mũ cao bồi và một cái thêm một cái áo liền mũ. Còn đây là cái áo liền mũ này, được đóng riêng thì sẽ đóng gói gọn vào trong một cái túi như thế này. Đấy, để đảm bảo vận chuyển là nó sẽ không bị hư hỏng của các bác. Còn về chân tầng thì có một bác đặt 50 cái thì em sẽ đóng vào một cái hộp như này, cái khuôn như thế này. Đấy, thì mỗi một cái chồng này là được 50 cái này các bác này. Thì sẽ đóng được vào cái khuôn như thế này, gửi cho các bác thì gửi tới nơi thì nó sẽ không bị bóp méo, tất cả các cạnh các góc nó sẽ không bị bóp méo như thế này thì các bác sử dụng được. Đấy, còn video ngắn thì em muốn cho các bác cập nhật được là những cái lô hàng bên em mới về. Còn em xin chào các bác, hẹn các bác ở những cái video tiếp theo.